Kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tứ Đạt của em ha. Hiện tại em ở nơi đây là thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang nha quý khán giả. Thì em ở nơi đây là gần cái chỗ chợ cũ rồi nè. Nhưng mà người ta chợ cũ chắc về lại cái chợ khu thương mại, trung tâm thương mại Sông Mai rồi. Để em gõ một vòng cho quý khán giả xem nha. Rồi em kiếm người em hỏi cái để cho quý khán giả xem. Để em hỏi cô này. Cô ơi, cho cháu hỏi thăm cái nha. À, cái chợ cũ Tân Hiệp với cô. Chợ cũ Tân Hiệp chạy lên đó là cái dạ. Cái chợ cũ là nó nhà lồng còn không cô? Nhà lồng dở hết rồi. Dạ. Rồi bây giờ là về qua bên chợ Sông An hay gì? À, cô người địa phương ở đây ha. Dạ. Cô hồi đó cho con hỏi coi, hồi đó là chỗ cái trường học đó có ở chợ, cái chợ có cái trường học mẫu giáo trước đúng không? Ở đâu cô? Ở đó. Dạ. Giờ vô ha. Dạ, dạ. Dạ dạ. Cô ở đây cô biết chị Lan Việt Kiều Canada không? Tại chị hồi lúc trước đó chị cũng ở đây nè, rồi bây giờ chị có chồng Canada đó. Rồi chị về đây chị có mấy cái biệt thự ở đây nè, tao nói lại chân chỗ thị trấn Tân Hiệp này hỏi chị Lan Canada là ai cũng biết chứ. Dạ. Dạ. Dạ cái đó là bên Việt Kiều mua hay là ai mua cô? Người dân mua. Người dân mua ha. Mua. À, cô cho con ly nước mía đi, con ngồi con hỏi thăm cô tí xíu nha. Phía vòng vòng bên đây nè. Cách cho tay em tí xíu nè. Đây là cổng, này là cổng trung tâm thương mại nè ha. Để xuống đây mình vẫn ngồi uống nước đàng hoàng ha, bình thường nha. Không có gì, chuyện gì phải lo lắng. Dạ. Về lâu chưa cô? Là cái trường hồi xưa là nằm ngay chân cái trước chợ phải không cô? À. Là cũng gần chợ luôn đúng không? Chị nói đến đây hỏi Việt Kiều Canada là ai cũng biết chân á. Người ta chỉ á. Dạ. Tại nói chỉ cắt ở đây tới 4 cái biệt thự là ăn liền kề với nhau luôn á. Dạ. Mà phải Việt Kiều bên Canada vậy không? Dạ. Dạ, sao không cô? Dạ, mà biệt thự lớn không cô? Biệt thự lớn không? Không, biệt thự này lớn lắm à. Ủa, vậy là sao người ta nói xuống đây hỏi là người ta chỉ xuống đây hỏi ai cũng biết. Con gửi tiền cô. Thôi cô gửi cô luôn đó. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ, dạ. Dạ. Còn cái kia là nhỏ nhỏ. Không phải tiệm vàng đâu, chị này chỉ giàu lắm. Người ta không có buôn bán gì đâu, ta ở không không mà. Bây giờ ở đây thấy phát triển đường xá rộng quá hả cô? Dạ. Cái trường cũ là ở đâu cô? Trường cũ ở đây. Dạ, được, trường cũ đây ha. Vô này, vô. Là hồi đó là cái chợ là phục trung này. Dạ mà cái, đúng rồi cái chợ bên kia nhưng mà cái trường là nằm ngang cái chợ đúng không? Dạ à, đúng rồi. Cái chợ đụng cái trường rồi mấy cái dạ. Chợ. Dạ dạ dạ. Bị gì tôi ở gần đó mà. Dạ. Cô ở gần đó luôn hả? Tôi ở gần chợ mà đều tôi không có biết cái bà biệt thự đó. Mà ở đây đâu có ai có biệt thự nào bự trời. Ở trong mẫu cô giáo. Cô gần chợ luôn hả? Cô gần chợ mà sao cô không biết chị Lan Canada ta? Không, không, hồi nào giờ không nghe tên đó.
chị nổi tiếng lắm đó, ai cũng biết trơn, chị giàu lắm. Có con Kiều á, con Kiều con bà Lý á ha. Dạ. Là không biết là nó có quen cái chị đó không, con bán rồi nó. Cô gốc, cô gốc ở đây luôn ha. Dạ gốc đây. Dạ. Không biết nó có quen cái chị đó không, không biết. Dạ. Rồi cô bán trái cây luôn hả vậy? Dạ. Hôm nay làm ăn thấy khó khăn hả cô? Dạ. Chú ở nhà ha. Dạ. Ở đây bưu điện hả? Đúng rồi, bưu điện người ta không có cho mình buôn bán hơn trước đó cô. Cái cơ quan rồi nhà nước người ta không có cho. Người ta chỉ, người ta nói xuống đây hỏi chị Lan Canada ai cũng biết hết chứ. Không có đâu. Tại bà con của chị đó, rồi người ta gửi đồ, người ta kêu xuống hỏi vậy là biết à. À, chỉ hồi đó thì gốc chỉ ở đây mà chỉ có chồng ở bên bên Canada. Dạ. Rồi chỉ về đây chỉ xây biệt thự ở đây. Dạ. À, con có duyên gặp cô, con gửi tặng cho cô 100 ngàn. Con tặng cho cô nha, cũng như lì xì Tết. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Coi ở đây không có chứ ở khúc dưới á, ở khúc dưới. Dạ. Có cái nhà bự lắm nha. Dạ. Cũng như biệt thự mình vậy đó, mà nó có thể nước ngoài á. Dạ. Ở đây cũng dưới chân khổ quyền nội. Mà có mấy căn biệt thự? Thấy có một cái căn. Cái này tới 4 căn lận. 4 căn liền kề luôn. Không thấy rồi, không biết. Ở đây là không có luôn ha. Dạ. Vậy chắc ba chỉ không biết gần gần đây hay sao. Ở đây đâu, chú chạy vòng vòng đó, nó có ai có biệt thự đâu. Vô này có chú chạy. Dạ. Không vô này chị. Dạ. Chị nghèo lắm, chị không có biết biệt thự là gì hết trơn á. Mà cô ở đây cô có nghe tên của chị Lan Canada không? Không, nghe đâu có chị Lan mà Lan gấp hụi đồ này kia thì biết. Chứ không có Lan Canada. Chị Lan gấp hụi hả? Bây giờ còn ở đây không? Bây giờ chị cổ ở đâu trong kinh á, dạ. Chợ cũ nè. Dạ. Mà bà đâu có biệt thự đâu. Dạ. Mà chị Lan này chỉ giàu lắm. Nghe cũng mừng ha. Dạ. Chị ở đây nè mà chỉ có chồng Canada. Con Kiều. Dạ. Kiều con bà Lý á. Dạ. Nó cũng khá ha. Nó hay giúp đỡ người ta. Dạ. Tự thiện quá. Vậy đó, nó có cái nhà ở Sà Nè. Dạ. Đêm nào nó cũng thấy ca nhạc, ca nhạc sống rồi, ca cổ rồi này kia. Dạ. Sà Nè đó. Như nó làm từ thiện. Dạ. Tôi biết chị thôi chứ tôi không biết những người mà giàu. Sao cái hồi nào giờ không có nghe cái chị Lan Canada trời. Ở đây tôi bán dữ lắm luôn, 30-40 năm rồi. Có chồng về đây là 22 tuổi, bây giờ 70 tuổi rồi mà. Cái người nào mà bán đồ cho học trò lúc trước ở trong trường mẫu giáo cô biết không? Bán đồ ăn rồi. Dạ. Đi đâu mất tiêu rồi, không có. Dạ. Đây có cái bà đó bà mà bán đồ kiểu kia bán lớn tuổi hơn cô nha. Không biết bà còn sống không? Dạ. Vậy thôi để con cảm ơn cô nha. Con đi dài dài lên kia nha. À, mà giờ tản lạc hết trơn rồi chú ơi, người. Dạ. Địa phương nào lại đây ở nhiều lắm. Dạ đó. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Chúc dạ, cô được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú nha. Dạ, con cảm ơn cô. Hai quý khán giả thấy nãy giờ em trò chuyện với cô đó vòng vòng ở đây ha. Nơi đây là hồi trước là cái trường học. Trường học là gần cái chợ. Người ta cũng biết luôn nha, người ta biết luôn, người ta biết là cái trường học cô này ở nhà ở gần trường học. Ở gần trường học mà cũng gần chợ luôn. Thì chợ rồi bây giờ là người ta bỏ rồi.
ta bỏ chợ này rồi, ta làm cái chợ mới nè quý khán giả. Do hàng ngày thì cũng phát triển cái xã hội ha, chợ búa đồ này kia, đường xá thì người ta cũng nâng cao, ta mở rộng rãi lên, cho nên là người ta dời đi. Và phía trước mặt em đây là cái công viên ha, công viên là lúc trước là chợ đây, để mình gạo gạo vô đây cái mình hỏi coi. Công viên đây, lúc trước là cái chợ ở đây. Chú cho con hỏi, ở đây lúc trước là cái chợ cũ phải không chú? Dạ, chú cái trường học mà lúc trước là nằm ở đâu chú? Cái trường mẫu giáo. Trường mẫu giáo chú thì nằm ngay đây nè. Dạ. Dạ, cháu cảm ơn chú nha, mình đi đường này qua đâu không chú? Trường mẫu giáo bây giờ nằm bên trong kia đó. À, trong kia ha. Con gọi cháu cảm ơn chú nha. Chú ở cổng chào này, dạ. Cạnh đó nè, chú mẫu giáo. À, chú là người địa phương đây ha. Ừ. Dạ, chú có biết chị Lan Canada không? Lan Canada. Dạ. Người ta chỉ lại đây hỏi không biết. Vậy nếu mà lại trường mẫu giáo là đi lại cổng chào đó chạy thẳng đó. Dạ dạ dạ. Cháu cảm ơn chú nha. Dạ, cháu cảm ơn. Đây, ở đây lúc trước là cái chợ đây quý khán giả. Đây là cái chợ nè. Công viên nè, đó, công viên ở đây là lúc trước là sẽ chợ ở đây, đường này là qua bên trường học nè. Áo da đẹp bao đậm chất, đường này lúc trước là chợ, ở cái bên này là cái trường học mà, trường học mẫu giáo. Trường học ở đây nè, đây là trường học nè, đây trường học. Đây là trường học về vô đây nè, khu hành chính trong đây luôn. Trường tiểu học nè, trường tiểu học. Đây, quý khán giả thấy đây là đài truyền thanh ha, đây là đài truyền thanh, đài truyền thanh Tân Hiệp nè, đài truyền thanh. Đây là trường tiểu học thị trấn Tân Hiệp nè. Đây là trường học ở đó giờ vô đây. Đây đâu ai đâu biết. Ở quê chị Việt Kiều Canada bông qua rồi, chưng Tết còn quá nhiều ha, sao không thấy chị ấy về không biết. Chị ở Tân Hiệp này nhưng mà chị ở đâu trong kia kìa, chứ không phải chị ở ngoài mặt tiền này đâu. Chắc cắt bậc thờ biệt thự chắc cắt đâu trong kia chứ không cắt ngoài này, cắt ngoài này chắc người ta nhìn người ta cũng biết. Đây là thị trấn Tân Hiệp cho quý khán giả, thị trấn nha. Công viên Nguyễn Trung Trực. Tôi đi đàng hoàng nha, để nhiều khi chỉ nói tôi không dám xuống đây rồi này kia cái đó. Còn lên trên Gò Vấp thì tôi không có đi đâu nha, Gò Vấp không có đi đâu. Đây, trước mặt quý khán giả thấy cái gì không? Đó, thấy gì chưa? Mình nói là mình phải làm chứ, đó cầu Tân Hiệp đó thấy chưa? Đây, cầu Tân Hiệp ha.
À. Sao ngộ ta, sao ở đây chị đang Canada ở đây không ai biết, giàu quá giàu ở đây không ai biết ta. À. À, kiếm ai tôi hỏi vài người nữa coi. Chợ sông Ai Tân Hiệp đây. À. À. Chợ sông Ai ha, sông Ai Tân Hiệp. Kiếm ai vòng vòng tôi hỏi vài người nữa cái ta. Rồi thôi video này cũng dài, em xin phép em kết thúc cái video này với quý khán giả thôi nha. À, để em tí được tìm ai em phỏng vấn thêm một người nữa nha. Em hỏi người ta rồi có gì em sẽ gửi đến cho quý khán giả trong video sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha. Bye bye.